Chào mừng quý vị và các bạn đã đến với bản tin dự báo thời tiết ngày hôm nay và ngày mai trên kênh VTV Tiên. Thưa quý vị và các bạn, khối không khí lạnh vẫn đang trên đường di chuyển xuống nước ta. Ở miền Bắc, sáng sớm nay trời nhiều mây âm u với độ ẩm cao và có mưa nhỏ kèm theo một lớp sương mù che phủ. Đến trưa chiều, sương mỏng mây tan, trời nắng mạnh và khô hanh, với mức nhiệt cao nhất trong ngày ở phía Tây Bắc Bộ dao động trong khoảng từ 27 đến 30 độ. Còn ở phía Đông Bắc Bộ, nhiệt độ thấp nhất chỉ từ 24 đến 27 độ. Đến tối và đêm nay, khi khối không khí lạnh tràn về, miền Bắc sẽ có mưa rào làm cho nhiệt độ giảm xuống. Từ đêm mai, miền Bắc trời chuyển rét, vùng núi có nơi rét đậm, vùng núi cao với nhiệt độ thấp xuống dưới 8 độ. Còn vùng đồng bằng chỉ còn dưới 16 độ. Với miền Trung, trong ngày hôm nay, với tiết trời tạnh ráo và có nắng về trưa chiều, nên nền nhiệt trải dài từ Thanh Hóa cho đến Bình Thuận sẽ dao động từ 28 đến 31 độ, trời mát mẻ. Sau đó, cũng từ ngày mai, phần phía Bắc Trung Bộ sẽ chịu ảnh hưởng của khối không khí lạnh tăng cường, khiến cho khu vực các tỉnh từ Thanh Hóa đến Thừa Thiên Huế với nhiệt độ thấp xuống từ 15 đến 18 độ, trời chuyển rét. Đồng thời, mưa rào và dông cũng xuất hiện trở lại, cục bộ có nơi có mưa vừa đến mưa to, với lượng mưa dự báo như sau. Ở Nam Nghệ An, Hà Tĩnh, Quảng Bình phổ biến là từ 50 đến 100 mm, có nơi trên 100 mm. Ở Quảng Trị, Thừa Thiên Huế, Đà Nẵng, Quảng Nam, Quảng Ngãi phổ biến từ 100 đến 200 mm, có nơi trên 250 mm. Trong mưa dông có khả năng xảy ra lốc sét, mưa đá và gió giật mạnh. Nguy cơ xảy ra lũ quét, sạt lở đất tại khu vực vùng núi và ngập úng cục bộ tại các vùng trũng thấp ven sông. Lui xuống phía Nam, mưa cũng giảm hẳn ở hai khu vực Tây Nguyên và Nam Bộ, chỉ có mưa ở vài nơi, nắng ấm nhiều hơn. Nhiệt độ cũng có xu hướng tăng nhẹ, cao nhất ở Tây Nguyên từ 29 đến 31 độ, còn tại Nam Bộ với mức nhiệt là từ 32 đến 34 độ. Về chiều và tối, Tây Nguyên sẽ mưa nhẹ ở vài nơi, còn ở Nam Bộ chỉ xuất hiện mưa ở các tỉnh miền Tây. Trên biển, do ảnh hưởng của rãnh áp thấp kết hợp với nhiễu động của đới gió đông trên cao, nên ngày và đêm nay 21 tháng 11, ở vùng biển từ Bình Định đến Cà Mau, từ Cà Mau đến Kiên Giang, khu vực giữa và Nam Biển Đông, bao gồm vùng biển huyện đảo Trường Sa có mưa rào và dông mạnh. Trong mưa dông có khả năng xảy ra lốc xoáy và gió giật mạnh. Từ đêm nay 21 tháng 11, trong đất liền gió chuyển hướng Đông Bắc cấp 3, cấp 4, vùng ven biển cấp 5. Ở vịnh Bắc Bộ và Bắc Biển Đông, bao gồm quần đảo Hoàng Sa, có gió Đông Bắc mạnh cấp 6 lên cấp 7, có lúc cấp 8, giật cấp 9, biển động mạnh, sóng biển cao từ 2 đến 4 mét. Và tiếp theo, ngay sau đây sẽ là phần dự báo thời tiết chi tiết cho các vùng miền trên cả nước. Mời quý vị và các bạn chú ý theo dõi. Khu vực Hà Nội, nhiều mây, sáng sớm có mưa, mưa nhỏ và sương mù. Trưa chiều giảm mây, trời nắng, tối và đêm có mưa và mưa rào. Đêm trời chuyển rét, gió đông đến đông nam cấp 2, cấp 3. Từ đêm gió chuyển hướng đông bắc cấp 3, cấp 4. Trong mưa dông có khả năng xảy ra lốc sét, mưa đá và gió giật mạnh, với nhiệt độ thấp nhất từ 17 đến 19 độ, nhiệt độ cao nhất từ 27 đến 29 độ. Sang đến thời tiết khu vực phía Tây Bắc Bộ, có mây, sáng sớm có sương mù và sương mù nhẹ rải rác, ngày nắng, đêm có mưa rào và dông rải rác, đêm trời chuyển rét, gió nhẹ. Trong mưa dông có khả năng xảy ra lốc sét, mưa đá và gió giật mạnh, với nhiệt độ thấp nhất từ 16 đến 19 độ, có nơi dưới 15 độ. Nhiệt độ cao nhất từ 28 đến 31 độ, có nơi trên 31 độ. Sang đến thời tiết phía Đông Bắc Bộ, nhiều mây, có mưa vài nơi. Sáng sớm có sương mù và sương mù nhẹ rải rác. Trưa chiều giảm mây, trời nắng. Tối và đêm có mưa rào và dông rải rác. Đêm trời chuyển rét, gió đông đến đông nam cấp 2, cấp 3. Từ đêm gió chuyển hướng đông bắc cấp 3, cấp 4, vùng ven biển cấp 5,
Trong mưa dông có khả năng xảy ra lốc sét, mưa đá và gió giật mạnh. Với nhiệt độ thấp nhất từ 15 đến 18 độ, vùng núi có nơi dưới 14 độ. Nhiệt độ cao nhất từ 25 đến 28 độ, riêng đồng bằng từ 28 đến 29 độ, có nơi trên 29 độ. Lưu xuống thời tiết các tỉnh từ Thanh Hóa đến Thừa Thiên Huế, nhiều mây có mưa vài nơi, sáng sớm có sương mù và sương mù nhẹ rải rác, trưa chiều giảm mây trời nắng, riêng phía Bắc đêm có mưa rào và dông rải rác, gió đông nam đến đông cấp 2, cấp 3, với nhiệt độ thấp nhất từ 20 đến 23 độ, nhiệt độ cao nhất từ 28 đến 31 độ. Đến với thời tiết các tỉnh từ Đà Nẵng đến Bình Thuận, có mây, có mưa rào và dông vài nơi, gió đông bắc cấp 2, cấp 3, với nhiệt độ thấp nhất từ 23 đến 26 độ, nhiệt độ cao nhất từ 29 đến 32 độ. Sang đến thời tiết khu vực Tây Nguyên, có mây, có mưa rào và dông vài nơi, gió đông bắc đến đông cấp 2, cấp 3, trong mưa dông có khả năng xảy ra lốc sét và gió giật mạnh. Với nhiệt độ thấp nhất từ 18 đến 21 độ, nhiệt độ cao nhất từ 27 đến 30 độ, có nơi trên 30 độ. Lưu xuống thời tiết khu vực Nam Bộ, nhiều mây, có mưa rào và dông vài nơi, riêng chiều và tối có mưa rào và dông rải rác, cục bộ có mưa vừa mưa to, gió đông bắc đến đông cấp 2, cấp 3, trong mưa dông có khả năng xảy ra lốc sét và gió giật mạnh. Với nhiệt độ thấp nhất từ 23 đến 26 độ, nhiệt độ cao nhất từ 30 đến 34 độ. Bản tin dự báo thời tiết ngày hôm nay đến đây đã hết. Cảm ơn quý vị và các bạn đã dành thời gian theo dõi. Thân ái, chào tạm biệt và hẹn gặp lại quý vị và các bạn trong những bản tin tiếp theo.